Xin chào các bạn, mình tên là Phan Nguyễn Hà Duyên, mình đến từ trường Đại học Ngoại ngữ Tin học. Thì sau một thời gian mình học tập thì mình cảm thấy là mình muốn theo một con đường mới, đó là mình thì rất là mong muốn đi du học để có một tương lai gọi là tốt đẹp hơn. Thì khi đó thì mình chỉ biết là phải có IELTS để được đi học thôi, nhưng mà mình ít quan tâm gì đến giấy tờ về hồ sơ. Ba đã gọi cho một chị ở trên công ty Tân Đại Dương thì lên rồi chị hướng dẫn. Thì chị Hương thì chị rất là dễ thương, chị hướng dẫn rất là tận tình. Chị kêu là có giấy tờ như thế này như thế kia thì phải chuẩn bị đầy đủ. Thì công việc của mình là chỉ có thu thập lại giấy tờ, đi công chứng và nộp lên cho chị thôi. Thì công ty của chị làm nó là rất là nhiều, và mình cảm thấy rất là vui khi mà nghe được cái tin là có được cái visa để qua bên Úc học. Mình tin tưởng vào công ty thì là một điều đúng đắn. Cách làm việc của chị Hương thì rất là gọn gàng, thì cách làm việc của công ty cũng rất là rõ ràng, thì có yêu cầu những gì thì có giấy tờ ra, những cái mà em còn thiếu yêu cầu những gì thì chị Hương và em thì thường làm việc qua email. Thì những cái giấy tờ mà em còn thiếu thì chị liệt kê rất là rõ ràng, và chị yêu cầu là cái nào có công chứng hay không có công chứng thì em đi làm, sau đó thì chị có lên nộp lại cho công ty và công ty làm hoàn thành những việc còn lại. Qua Úc thì em học cử nhân du lịch quốc tế, trường ICMS. Em thì có một cậu ở bên Úc, thì cậu này là gậu ruột luôn, và cậu thì cũng rất là quan tâm đến em. Ba mẹ em thì là người bảo trợ tài chính cho em. Chúc các bạn nào có cái ước mơ đi du học thì sẽ thành công.